Hướng dẫn làm thủ tục visa du lịch Thụy Điển cùng Lữ Hành Việt Nam. Bạn đã bao giờ mơ về một chuyến hành trình đến vùng đất Bắc Âu dịu dàng hay chưa? Những rừng thông bạt ngàn, hồ nước trong vắt cùng những thành phố cổ kính trải dọc bờ biển. Thụy Điển như một giấc mơ giữa đời thực, mời gọi ta đến để cảm nhận và khám phá. Hôm nay Lữ Hành Việt Nam sẽ chia sẻ từng bước thủ tục làm visa Thụy Điển chi tiết, cẩn thận và thật nhẹ nhàng để hành trình của bạn chỉ còn là háo hức chờ đợi. Visa du lịch Thụy Điển thuộc visa Schengen ngắn hạn, lưu trú tối đa 90 ngày trong vòng 180 ngày. Visa này thường dành cho mục đích du lịch, công tác, thăm thân hoặc các chuyến đi ngắn hạn. Thời gian hoàn thành visa tại Lữ Hành Việt Nam là 7 ngày. Quý khách hàng muốn tham khảo dịch vụ làm visa trọn gói của Lữ Hành Việt Nam vui lòng liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Hồ sơ xin visa du lịch Thụy Điển bao gồm hộ chiếu gốc thời hạn sử dụng trên 6 tháng, phải còn ít nhất 02 trang trống và tất cả hộ chiếu cũ, nếu có, 02 ảnh thẻ dán hộ chiếu chụp kích thước 3.5x4.5cm, chụp trong vòng 6 tháng trở lại theo tiêu chuẩn quốc tế, phông nền trắng, mắt nhìn thẳng chính diện, không đeo kính và không qua chỉnh sửa kích thước. Bản sao công chứng hoặc giấy xác nhận của địa phương đối với các loại giấy tờ như sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, sơ yếu lý lịch cá nhân, giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân, nếu có, và giấy khai sinh của con cái, nếu dẫn đi kèm. Tờ khai xin visa du lịch Thụy Điển, tờ khai phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Thụy Điển kèm chữ ký của người viết đơn. Giấy tờ chứng minh công việc, đối với nhân viên, lao động cần có những giấy tờ sau: hợp đồng lao động đã được cơ quan ký quyết định tuyển dụng, chức vụ, bản lương trong 06 tháng gần nhất, đơn xin nghỉ phép có chữ ký xác nhận của cấp trên để đi du lịch Thụy Điển. Đối với chủ của doanh nghiệp thì cần có giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, tờ khai đã nộp đủ thuế doanh nghiệp trong 03 tháng gần nhất và bản sao kê tài chính của công ty của 6 tháng gần nhất có xác nhận của ngân hàng. Nếu là học sinh, sinh viên cần có đơn xin nghỉ học có xác nhận của nhà trường. Giấy tờ chứng minh thu nhập, sao kê sổ tiết kiệm trong 06 tháng gần nhất. Giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản cá nhân khác như đăng ký xe, giấy tờ đất đai. Lịch trình chi tiết chuyến đi du lịch Thụy Điển, giấy xác nhận booking vé máy bay, booking khách sạn, nơi ở khi du lịch Thụy Điển. Bảo hiểm du lịch đi Thụy Điển. Giấy mời của công ty du lịch. Quy trình làm thủ tục xin visa Thụy Điển tại Lữ Hành Việt Nam. Bước 1, tiếp nhận yêu cầu dịch vụ visa du lịch Thụy Điển, tư vấn, đánh giá tổng quan hồ sơ. Bước 2, ký hợp đồng dịch vụ, nhận hồ sơ và các giấy tờ cần thiết. Bước 3, đặt lịch hẹn nộp hồ sơ và làm các bước dịch thuật, hoàn thiện hồ sơ nộp. Bước 4, hướng dẫn khách hàng phỏng vấn hoặc đến trung tâm lấy dấu vân tay. Bước 5, theo dõi hồ sơ, thông báo kết quả hồ sơ và nhận kết quả. Bước 6, trả kết quả visa tận nơi giúp bạn. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn tự tin hơn trong quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ và đúng các giấy tờ, giấc mơ đặt chân đến Thụy Điển xinh đẹp sẽ ngay trong tầm tay. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc cần hỗ trợ thêm, đừng ngần ngại để lại câu hỏi cho chúng mình nhé. Chúc bạn sớm có hành trình tuyệt vời tại Thụy Điển.